Bữa nay mình làm công chuyện nhà nè, sẵn mình lôi con máy này ra để mình test cho anh em xem chơi ha. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái clip review chi tiết con máy này rồi đó. Thì anh em nào mà chưa xem, mình sẽ để được link ở trên đây. Anh em nhấp gì đó tham khảo chơi cho vui ha. Mình cưa hai cái cây này vì nó lâu năm rồi nó bị chết nè. Nhiều khi có mưa gió bão bụng rồi đó, mà không nó ngã vô nhà thì cũng mệt đó. Ra cưa xuống cho nó an toàn nha anh em. Con máy này nó là con cưa xích sử dụng pin thương hiệu của GOB ha. Cái này là mình mua hàng của nội địa của Úc nha anh em. Xài pin nè, 6AH GOB nha. Hiện tại ở đây nó đang đầy 100% nè, 40V nha anh em. Ở trong nhà cũng lâu rồi, cũng chưa có xài tới nữa. Ở đây cưa nhớt rồi, nhớt còn ok ha. Anh em sử dụng mấy cái cưa xích này nè, thì anh em nhớ là mình thăm nhớt, để nếu mà nhớt mình ít quá đó thì anh em chăm vô cho nó nuôi cái lam xích nè, thì mình cắt nó mới ngọt ha, với lại nó bền hơn nữa. Khởi động máy là mình sẽ giặt cái này nè, xong rồi mình giặt ở đây rồi bóp cò nha. Anh em nhìn thấy là có cái đường nhớt nó chảy ra nè, là nhớt của mình nó đầy đủ ok đó nha. Rồi thì bây giờ để mình đưa cho cha mình ra ngoài cưa thử còn sao nghe anh em. Thấy chưa, thử chưa? Cái này nó là cây đủng đỉnh nha anh em. Đó, cũng khá là bự luôn nha. Để coi chắc cưa cây trong trước quá ha cha. À, cây trong trước đi ha. Rồi, cái này cho giặt cái này lên nè. Giặt cái này lên. Rồi, chừng nào cưa bóp cái đó là cho nhấn cái nút đó. Rồi, cưa bóp vậy đó. Ủa, cây ngoài hay cây trong? Cái này hả, cái bự này hả? Rồi, cây trong phải không? Rồi, cây luôn á. Bây giờ cây này trước đi. Ok, ok. Cái này ở trên nó vướng mấy cái cây nè, ở trên nó tùm quá trời luôn á, bởi vì đẩy nó hơi khó ha. Rồi tiếp tục. Chắc nó ngọt phải không? Được. Thôi đúng rồi, đẩy nó đi. Rồi, nè, thử ra. Cắt thêm miếng nữa, cắt cái chiều ngang. Rồi, sâu thêm miếng nữa mới ngon nha. Hả? Sâu thêm miếng nữa, xẻ sâu thêm miếng rồi đẩy nó luôn. Rồi anh đưa cái sắt lên đi. Rồi. Nặng nha, nặng nha. Ghê quá, ghê quá. Cái gì nép nép vô này cho. Ok. Quá ngon luôn ha. Rồi, vậy cắt khúc luôn đi cho. Giờ đi biểu diễn cắt cái cho nó bằng con chơi nè. Cắt cái đây thử coi. Nhiều, cỡ 20 xăng đó chứ. Hả?
quá ngọt ha. Sẵn tiếp không? Quá khủng ha. Có cái thước đo thử cái này là nhiêu cho. Này cũng lâu năm lắm nè, rễ quá trời rễ luôn. Như sao? 26. 26, quá dữ. 26, 27 gì đó. Rồi, tiếp tục luôn. Quá ghê, quá ghê. Đó, chà bá luôn ha. Ok, sau khi mình sử dụng thực tế thì mình thấy con máy này thực sự nó rất là mạnh và làm việc nó rất là hiệu quả luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Đầu tiên sẽ là cục pin của nó ha, 40V lithium ion 6Ah nha anh em. Này thì trên đây nó sẽ có bốn con ốc, nó có một cái miếng siêu nè. Cái này thì hồi trước giờ mình chưa khui ra nữa, vậy nó còn nguyên zin anh em. Sẽ mở nó lên. Và đây là bên trong cục pin của chúng ta ha. Linh kiện rất là nhiều anh em. Anh em nhìn thấy bên trong thì chi chít hết trơn nè. Ở đây nó cũng có mã QR code rồi nè. Rồi thông số đồ cụ thể gõ gàng hết trơn ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ chút nó xuống. Wow. Thì anh em nhìn thấy bên dưới nó có rất là nhiều cell pin luôn ha. Ở đây thì để mình xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thì bên đây là 15, rồi bên đây thêm 15 nữa. Thì tổng cộng cái cục này nó sẽ có là 30 cell pin luôn ha. Ở đây trên những cái cell đó nó liên kết bằng những cái mối hàng nè. Đó, bên đây cũng vậy luôn nè. Ở đây luôn, rất là đẹp anh em. Miếng thiết thì nó sang giới luôn nè ha. Nó có một cái miếng tản nhiệt nè. Cái này thì nó sẽ được bằng nhôm. Ở trên thì nó khắc luôn số seri hay gì nè anh em. Khá là chất lượng nha anh em. Ok, anh em nhìn thấy ở đây nó sử dụng là mấy con lục giác bự nè. Đâu để mình xem coi coi trong đây nó có cái nào vừa không nha. Đây thì vít bông sao chứ. Vít bự nè. Vít nhỏ nè. Thì anh em ở nhà mà có những cái bộ đồ nghề này nè thì mình sử dụng rất là tiện luôn ha. Milwaukee chính hãng nha anh em. Thì mình có làm một clip để mình review về cái bộ này nè. Anh em nào mà chưa xem thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây. Anh em nhấp vô đó tham khảo chơi cho vui ha. Ở đây thì mình thử cái này coi. Cái này ok nè. Đó là T25 nha. Bên đây thì hai cái T25 nha anh em. Chính xác luôn. Sẽ lắp vô con máy của mình nha. Rồi, ở đây thì mấy cái vít nó sâu quá đó thì chắc phải thêm cái cần nó dài nha anh em. Lắp cái cần nó dài này vô. Và ở bên đây thì nó sử dụng là mấy con ốc nhỏ nè. Thì anh em sẽ sử dụng là cái đầu T20 nha. Và ở đây là bên trong của con máy chúng ta anh em. Nãy giờ quá trời ốc luôn, mình mở ra muốn xỉu vậy đó. Ở đây là cái cò bóp của mình nè. Em nhìn thấy nó cũng có thông số đồ nè, thương hiệu đồ rõ ràng hết trơn ha. Và bên trong anh em thấy là dây nhợi của nó đi rất là đẹp luôn ha. Nó có một cái miếng tản nhiệt rất là bự luôn nè. Đó, cái này thì nó sẽ được bằng nhôm ha. Thì chắc là bản mạch của nó đó anh em. Độ keo kính mít hết trơn rồi ha. Đây nó có con tụ rất là bự luôn nè. Và những cái tiếp xúc thì nó sẽ thiết kế bằng kiểu socket ha. Khi trong quá trình sử dụng thời gian lâu đó, lỡ như nó có bị hư hỏng thì anh em có thể thay thế nó cũng rất là dễ dàng nha. Phía trên sẽ là cái phần động cơ của con máy nè. Thì nó sẽ sử dụng động cơ là không chở than nha anh em. Anh em nhìn thấy di động sáng nhớ luôn nè. Cái quạt của nó sẽ được bằng nhôm 100% luôn ha. Rất là đã anh em. Bên đây nó là cái chỗ để nó bơm nhớt. Ở đây nó có một cái đường dây để nó truyền nhớt kìa ha. Ở đây mình có cây thước kẹp nè.
mình sẽ đo kích thước của từng bộ phận cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên thì sẽ là cái motor của mình ha. Ở đây thì cái đường kính của nó sẽ là 63,7. Cái độ dài của nó mình đo từ đây nè lên tới trên đây nó tầm cỡ 50,5mm ha. Cái motor mình nhìn qua đây nó cũng có thông số rồi nè, cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Đây là cái bản mặt của nó nè, để mình đo xem. Cái chiều dài của nó là 80,3mm. Cái chiều ngang của nó thì mình đo được nó sẽ là 61,8mm ha. Mình đã test và bung toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký đây và nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui nha. Bye bye.